Hello các bạn, trên bàn của mình hiện giờ đang có cái yên xe đạp của hãng Shimano. Thì Shimano cũng sản xuất một số những cái gọi là phụ kiện xe đạp với cái dòng tên là Shimano Pro. À, các bạn, thì cái yên này á, là nó đặc biệt là nó rất là nhẹ và nó chuẩn cho mấy anh em chạy TT, time trial. Nhưng mà cái này với cái xu hướng hiện tại là xu hướng gọi là cái đầu của nó ngắn gọi là short noise đó. Thì cái này là gắn vào những cái xe bình thường của mình, xe road bình thường của mình đều rất ok. Yên này là yên mới hoàn toàn hết các bạn, nhưng mà nó không có cái này, nó không có hộp, nó chỉ có một cái miếng giống như cái hàng phi xít này thôi, nhưng cái miếng nó đã được dục ra rồi. À, thì cái yên này bây giờ mình giới thiệu về cái cấu tạo của nó như thế nào. À, ở trên là cái lớp cái này thì da của nó là chất da tổng hợp thôi, nhưng mà nó được thiết kế ở đây nó có những cái đường vân nó dính đó, để khi mình ngồi vô đây đó là mình cái đít của mình nó không bị xê dịch nha. À, ở đây này, các bạn có thấy trên này ha, rất đẹp. Ở giữa thì nó có khoét rỗng, một cái lỗ rất là lớn ha, khoét lỗ rất là lớn. Như thế thì nó rất là thích hợp cho các anh em của mình ngồi, nó giảm được cái pressure của mình xuống ha. Rồi cái gọi là cái đế của cái yên á là bằng carbon hoàn toàn các bạn. Các bạn nhìn thấy phần carbon rất là đẹp ha. Cái nệm này á thì nó cũng không có dày lắm, nhưng cũng khá ok. Ở đầu này sẽ dày hơn, ở sau này nó sẽ mỏng lại ha. Thiết kế đen hoàn toàn, cái đầu thì nó hơi bự một tí ở chỗ này, chứ nó không có nhọn bên kia. Thì cái mấy cái thằng short noise nó thường là làm như thế ha. Giờ mình quay nhìn ở dưới nè, các bạn sẽ nhìn thấy như là vân carbon hết ha. Của Shimano thì nó là Shimano Pro, thì ở đây nó cũng ghi luôn là cái bề ngang của nó là 142 mm. Chắc chiều dài á, chứ không làm gì mà để hơi mình đo lại ha. Không, 140 là chiều ngang ha. Người ta đã làm cái mũi tên như thế rồi, sorry ha. Đó. Rồi vậy thì cái rộng của nó là rộng hợp kim ha các bạn. Ở đây thì mình nhìn thấy ra ha, thì yên mới là hoàn toàn là không có dấu vết gì hết ở chỗ này. Thì nó có hạn cỡ max, cái min max của nó ở cái chỗ mà mình mount nó vô cái seat post của mình ha. Thì yên đen nhìn nó rất là đẹp. À, và yên này đặc biệt là rất là nhẹ các bạn. Bây giờ mình sẽ cân nó trước coi như thế nào ha. Ok, dưới 200 g nha các bạn. Rồi đo chiều ngang của nó thì giống như nãy bên kia chắc là đúng rồi ha, 140 mấy ha các bạn đúng ha. Chiều dài của nó là, nếu mà ở đây hết của nó luôn là 240 ha. Thì nó so với cái thằng của hãng Physics đi, mình lấy của Physics mình so sánh với nó đi. Cái này thì nó tương đương, nó khá giống nhau ha. Thì bề ngang của nó là cũng là 145 hay 40 thôi. Chiều dài của nó là 250, 260. À, thì cũng khá giống với nhau. À, y như thế thì mình nghĩ là có được cái cơ hội trải nghiệm tốt, và đặc biệt là những cái dòng Shimano thì chắc là rất là ok ha. Ở đây nó chữ là Shimano Pro ha. Ở đây là cái tên của cái dòng, nó không biết các bạn có thấy được không ha. Cái tên là Aero Fuel ha. Fuel Fuel là giống như là cái dầu lửa rồi gì đó ha. Nguyên liệu á. Ok ha, mình đưa đây. Nó thiết kế đây có hai gạch ha, đây cũng có hai cái gạch gạch nha, rất là ok. Ok, cảm ơn các bạn.